Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề những thực phẩm tốt cho bà bầu trong quá trình thai kỳ. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Những thực phẩm tốt cho bà bầu 3 tháng đầu thai kỳ. Trang sức khỏe đời sống cho biết những thực phẩm tốt cho bà bầu 3 tháng đầu có thực phẩm chứa axit folic có nhiều trong gan, thịt da cầm, ngũ cốc, rau xanh, đậu nành, cà rốt, cà chua, chuối, cam, chanh, bưởi, thực phẩm chứa sắt như thịt bò, cải xoăn, cải bó xôi, rau rền, bánh mì nguyên hạt và ngũ cốc. Thực phẩm giàu canxi để bổ sung canxi, mẹ bầu nên ăn nhiều cua đồng, tôm, các loại sữa tươi như sữa bò, dê, sữa bột. Thực phẩm giàu protein và vitamin cùng khoáng chất có trong thịt da cầm, cá, ngũ cốc, trứng, các chế phẩm từ sữa, đậu nành, lúa mì, lúa mạch, một số loại rau xanh và trái cây như cải bó xôi, rau chân vịt, súp lơ, bắp cải, cam, quýt, bưởi, táo, nho. những thực phẩm tốt cho bà bầu 3 tháng giữa thai kỳ. Trong giai đoạn thứ hai của thai kỳ, em bé bắt đầu phát triển xương, các đặc điểm trên khuôn mặt, chân tay và đặc biệt não cũng phát triển ở thời kỳ cao điểm. Vì vậy, bổ sung dinh dưỡng 3 tháng giữa là vô cùng quan trọng. Thông tin trên trang vtv.vn Bổ sung axit folic, sắt, canxi và kẽm. Mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung những dưỡng chất này thông qua việc uống viên thuốc bổ. Tinh bột Cần nạp tinh bột từ bánh mì, cơm, ngũ cốc thịt và rau quả ngăn chặn sự thiếu khoáng chất và nguyên tố vi lượng. Thực phẩm chứa kẽm có trong hầu, thịt, gan, trứng, hải sản hoặc bổ sung qua đường uống với sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa. <laughs> Dinh dưỡng cho mẹ bầu 3 tháng cuối thai kỳ Trong 3 tháng cuối thai kỳ, mẹ cần bổ sung rất nhiều dưỡng chất quan trọng để hỗ trợ cho giai đoạn phát triển thần tốc của thai nhi và giúp mẹ vượt cạn dễ dàng hơn. Thông tin trên Sức khỏe đời sống. Thực phẩm giàu chất đạm, mẹ nên bổ sung thường xuyên là đậu, thịt gà, thịt lợn và thịt bò. Trứng là lựa chọn lành mạnh cho mẹ và bé ở 3 tháng cuối thai kỳ vì trứng có choline cũng rất cần thiết cho sự phát triển trí não thai nhi. Cá hồi là thực phẩm lành mạnh không thể thiếu trong 3 tháng cuối thai kỳ. Loại thực phẩm này rất giàu axit béo omega-3 tốt cho não của em bé đang phát triển nhanh chóng. Những thực phẩm bà bầu nên tránh. Sau đây là 10 loại thức ăn mà bạn cần kiêng cữ trong suốt quá trình mang thai để đảm bảo cho bé được phát triển một cách tốt nhất. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe đời sống. Một các sản phẩm từ sữa và nước hoa quả chưa tiệt trùng vì chúng mang chủng Listeria, một loài vi khuẩn gây sẩy thai. Hai thịt chế biến sẵn. Trong các loại thịt chế biến sẵn ẩn chứa nhiều nguy cơ có Listeria như thịt giam bông, gà tây, thịt sông khói, xúc xích. 3. Thịt tái và cá sống. 4. Trứng sống, vì trứng sống có chứa vi khuẩn gây sảy thai. 5. Cá có hàm lượng thủy ngân cao như cá mập, cá kiếm, cá thu lớn và cá ngừ đại dương đóng hộp. 6. Rượu, cà phê và thức uống có cồn sẽ khiến bà bầu mất ngủ và ảnh hưởng tới sự phát triển của em bé. Luyện tập yoga tốt cho sức khỏe bà bầu, trang vtc.vn cho biết bên cạnh chế độ ăn uống thì việc luyện tập thể dục cũng rất quan trọng và tốt cho sức khỏe bà bầu một trong những phương pháp thể dục tốt đó là tập yoga tập yoga trong quá trình mang thai sẽ giúp mẹ bầu dẻo dai khỏe mạnh tinh thần phấn chấn giảm mệt mỏi đẩy lùi những cơn đau lưng luyện được kỹ thuật hô hấp khi sinh bé tuy nhiên việc luyện tập yoga cần có sự hướng dẫn của giáo viên vì vậy mẹ bầu nên tham gia một lớp học tránh trường hợp tự học ở nhà gây phản tác dụng Những thực phẩm giúp mẹ bầu chuyển dạ dễ dàng khi sinh bé. Trang sức khỏe đời sống cho biết, sau một quá trình mang thai 9 tháng 10 ngày, đã đến lúc mẹ bầu sẽ trải qua cơn vượt cạn để đón em bé chào đời. Việc bổ sung một số loại thực phẩm dưới đây sẽ giúp mẹ bầu sinh con dễ dàng hơn. Một dứa Vào những ngày sắp vỡ chum, mẹ có thể ăn hoặc uống nước ép dứa để quá trình sinh nở diễn ra dễ dàng hơn. Hai rau húng quế Theo kinh nghiệm dân gian, để việc sinh thường diễn ra dễ dàng hơn, thì vào thai kỳ cuối, mỗi tháng mẹ bầu nên uống từ 1 tới 2 cốc nước ép rau húng quế. Ba là tía tô, liên tục uống nước lá tía tô sắc đặc sẽ kích thích cổ tử cung mở nhanh hơn và giảm các cơn đau đáng kể. Quý vị và các bạn thân mến, tắc tuyến lệ ở trẻ sơ sinh, nguyên nhân và cách phòng tránh sẽ là chủ đề chính trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.